chào cả nhà mình ạ. Chào mừng cả nhà mình đã đến với bài live stream của shop em trưa ngày hôm nay cả nhà ha. Rất là nhiều mẫu xinh em sale online cho cả nhà mình đây. Cả nhà mình tranh thủ cố gắng vào live stream liền cho em. Thích cái mẫu váy nào có việc comment ngay trên phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Ưng mẫu váy nào tranh thủ cả nhà ơi bình luận ngay trên phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ạ. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chiếc đẹp mình luôn ha. Nhưng chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá thì sao cả nhà, nó hết hàng rất là ổn, cố gắng lên đơn ngay bây giờ cho em tư vấn và chờ hàng cho mình ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho mình mẫu váy này nha. Đồng dự tiệc ngày hôm nay shop sale cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? Đồng dự tiệc ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1689. Rồi 1689 với số điện thoại giá là 179.000 ha. Đồng vị thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ nè, vai phồng nè nha. Có nhấn eo, dáng đồng phông xòe dài luôn. 179.000 đồng mã này cả nhà ơi, xinh lắm luôn. Em cao 1m65, đầu này mặc dài tới cổ chân của em như vậy nè. Cả nhà thích mặc dài dài thì mình có để dài dài như vậy. Để em chỉnh cái điện thoại thấp thấp xuống xíu ha, cho cả nhà nhìn thấy cái kể cả cái gót chân luôn được không ạ? Em chờ em tí nha. Để em tí em chỉnh cái điện thoại lại xíu nha cả nhà ơi. Đó, như vậy được không ta? Em đứng xa lại chút. Đó, rồi thấy tới dưới ha. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689. 1689 ngày hôm nay em sale luôn. Hôm nay em mới về nón á cả nhà. Em mới về cho cả nhà một số nón á. Cả nhà thích nón thì bình luận cho em nha, phụ kiện á. Hôm nay em có phụ kiện thắt lưng với nón á. Thắt lưng thì em đang có cái mảng thắt lưng này nè. Thắt lưng này là mảng một best solo của nhà em. Rồi em có cả thắt lưng với nón nha. Mình thích cái này thì bình luận cho em nhé. Rồi đây. Đó, đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689. Mình thích cái mã này bình luận ngay cho em mã số 1689 với số điện thoại em tư vấn. Mình thích thắt lưng thì mình cho em xin mã số TL36 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Cái nào cũng rẻ hết, cả nhà cố gắng lên đơn là dùm em nè. Chất liệu vải của em đó, dòng vải ren cao cấp nha. Đầm này thì từ gần 400 á, 380 á, cả nhà em sale rẻ là còn 179 ha. Giảm cho cả nhà mình tổng 200.000 đồng trên like luôn. 50kg cho tới 70kg thì mình sẽ mang vừa nha. Mình thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền dùm em nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà mình luôn. 1689 với số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 nha. Chị này mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã số 1689 và số điện thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Rồi cả nhà mình chờ em xíu nha, để em đổi á. Em chấm bài dùm em nha. Cả nhà mình chấm bài dùm em nha, để em đổi á Facebook để em ghi comment cho cả nhà mình. Rồi bây giờ là 1689 nè, giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 179.000. Thắt lưng này mã số của em nó là TL36. Rồi giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng luôn. Rồi 55.000. Đặt đơn comment ngay trên phía dưới nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn. Dạ 179.000 chị yêu ơi, cái đầm này chỉ có giá là 179.000 đồng thôi ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 nha. Chứ yêu mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã nha. 1689 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà mình luôn. Giá rất rẻ luôn nha chị yêu ơi. Đó, đầm này thiết kế nè, cổ lục giác, tay lỡ cho cả nhà mình luôn. Cái chất ren, mà cái chất ren này, cái chất nó rất là mềm, không những mềm nè, nhẹ tinh này, chất rất là mát cho chị luôn. Có size từ 50kg cho tới 70kg, dáng dài như vậy luôn. Em ở đây là cao 1m65 đó, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân em như vậy. Cả nhà thích mặc dài hay dáng ngắn? Thích mặc dài dài thì mình có để dài dài tầm này mình mặc cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì rất là đơn giản luôn. Mình có thể lên lai cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form. Và tông màu này là màu đỏ đỏ tươi nhưng mà dạng đỏ đậm á chị yêu ơi. Đỏ tươi mà dạng đỏ đậm chứ không phải là không phải là đỏ cam hay là cũng không phải đỏ chói đâu nha. Chị xem ren ren với rồi, ren ren em có luôn. Em chào chị Phạm Thị Muôn nha, em chào cả nhà mình mới vô. Cả nhà muốn xem ren màu gì bình luận phía dưới em lên cho. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 nha. 1689 ngày hôm nay sale rẻ luôn. Ren màu đỏ sale rẻ là 179.000 nha. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà ren đen luôn. Ren đen là em có hai mẫu, một mẫu là lẻ size đang sale với lại một mẫu đủ size. Đủ size thì giá của em nó sẽ nhỉnh hơn một tí nha. Đó, chờ em xíu em lên cho cả nhà ren đen. Cả nhà chấm bài tương tác cho em nha. Đừng quên chia sẻ like ha.
lên cho cả nhà các em đầm ren đen á. Cả nhà thích ren đen dự tiệc hay là mình thích ren đen sao đây ta? Em có ren đen này, ren đen xòe trơn trơn đi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em á. Ren đen có nhiều mẫu nha. Ren đen có nhiều mẫu nha chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1628. 1628 đầm này thiết kế sẽ là cổ rút chéo nha, xóm ngay vòng 1, tay lỡ nha, vai phòng ôm eo và dáng đầm phơn xòe dài. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1628. 1628 nha. Chị nên mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1628 và xin hỏi chất liệu vải ren cho cả nhà mình, ren lưới có phối hoa hồng. Vòng tay này thì em sẽ may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp, thiết kế thêm hai túi cho cả nhà mình, có khóa kéo ra mình sau lưng luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1628. Rồi cả nhà 1628 ngày hôm nay shop sale cho mình luôn chỉ có là 199.000 đồng. Một số cái giá tiền nó không có phụ thuộc vào chất lượng đâu cả nhà ơi. Tại vì á, tại vì nhà em sale đại đại vậy cả nhà. Thôi em còn size M với lại một cái size L à. Em sale 179 luôn ha. Nhưng mà size M là 57kg mang vừa nè, 57-58kg mang vừa, em 77 được ha. Cho size M á cả nhà. Rồi, đó rất là đẹp luôn. Rồi, đầm này mã số của em đó là 1628. 1628 ngày hôm nay sale là 179.000. 179.000 đồng mã 1628. Mình đặt đơn comment ngay cho em mã 1628 với số điện thoại giá 179 nha. Ren này nó nhẹ tên luôn cả nhà. Ren lưới này hoa hồng này cho nó rất là nhẹ. Vòng tay này em sẽ mang cho mình một lớp ha. Thân váy kỹ lưỡng luôn cho cả nhà là hai lớp ha. Hai túi hai bên đầy đủ luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1628. Rồi 1628 cả nhà sale luôn 179.000 đồng. 1628 giá ngày hôm nay là 179.000. Cả nhà đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số 1628 và số điện thoại cho em là được ha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay giá sẽ là 179. Cả nhà đặt đơn tranh thủ lên đơn chút liền dùng em. Váy đẹp sang đó. Rồi mềm dễ tin chất mát luôn, bên trong có đốt lót tiệm thùng có tông dáng dài, dài phủ bắt chung em như vậy nha. Trời ơi xinh lắm. 179 nha cả nhà. 40kg cho tới 62kg, eo dưới 82 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Nhưng mà em báo trước là bây giờ size M thêm còn 41 chiếc và size L chỉ còn một thôi. Có đầm công sở không shop? Dạ có nha chị Yến Trần nha. Đầm công sở có, chị mình thích đầm cổ trụ hay là mình thích đầm cổ sơ mi? Đồng cổ sơ mi em có cái sơ mi hoa nhí này dễ thương lắm nè. Em lên tiếp cho mình một mẫu ren nữa đi ha. Một mẫu ren đen nữa đi nha. Rồi em lên cho mình cái đầm cổ đầm công sở được không? Tại vì ren em nhẹm cũng nhiều á. 1689 có màu khác không em? Dạ có màu đen nữa chị. Có một cái màu đen đó mà em kiếm chưa ra. Đâu? Màu đen đó đâu ta? Có cái màu đen đó mà em để ra mất tiêu rồi. Tại vì biết sao không? Xào đồ của em nó nhiều quá. Nhiều quá. Rồi chị chờ em 5 giây em kiếm được không? Chậm xíu nha. Em để nó đâu rồi ta? Đất ơi. Nhiều quá chứ yêu ơi. Chờ em xíu nha, cả nhà chờ em xíu. Nếu giờ sao giống 1689 thì có chứ chị. Có màu đen. Có màu đen mà em để đâu rồi trời. Rồi. Màu đen đúng không? Thôi xíu nữa em kiếm ra em lên được không chị? Chút nữa em kiếm em lên được không? Tại bây giờ nó núp ở đâu mất tiêu rồi. Nó núp ở đâu mất tiêu rồi. Chị chờ em xíu nha. 179 xem mà ok có. Cho xem đầm cổ sơ mi rồi. Để em lên cổ sơ mi cho. E86 hả chị? E86 không vừa rồi. Cái đầm này là eo tầm 82 đổ về thì mình mang vừa nha. E82 đổ về mang vừa cho em nha. Chị ơi cái đầm giống 1689 em có màu đen á. Nhưng mà chứ mình chờ em tí đi. Tí để em thấy em lên cho. Giờ nhiều đồ quá trời luôn. Không thấy nó nằm ở đâu nữa. Quá khó. Rồi, đầm cổ sơ mi đúng không? Cổ sơ mi thì em sẽ lên cho cả nhà mình cái đầm này. Trời ơi, đẹp luôn. Đẹp luôn, sale luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1709. Em mới về mà gần hết hàng rồi. E84 mặc size XL hoặc 2X chị nha. Mà XL hoặc 2XL nha. Tùy mẫu á. Nếu như mẫu đầm nào á mà cái phông nó to đi thì E84 mình mặc cho em size XL là vừa. Ủa cái đầm nó đâu ta? Tính nó cũng dài lắm á. Nó cũng dài lắm á chứ ơi. Em không biết nó nằm ở đâu nữa chứ. Thôi xíu nữa có thấy gì lên đi. Giờ em lại em bốc lọc rồi. Em kiếm không ra. Rồi tiếp tục ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709. 1709 đây là một cái đầm sơ mi đuôi cá. Dễ thương lắm. Cái phong này dễ thương lắm. Chị ơi cái đầm này eo 88 á. Eo 84 mình mặc cho em size 2XL là đẹp luôn nha. Đẹp rộng rãi như em vậy nè. Đó đẹp như em vậy nè. Xinh lắm.
đầm đề 70kg eo 88 luôn. Rồi 179.000 luôn, sale luôn. Mấy cái đầm mà 100 mấy á, cả cho anh về nhà nhận được thấy bất ngờ luôn. Nó rất là chất lượng, nó rất là đẹp luôn. Không những đẹp nè, mềm, nhẹ, chất mát, lên phong xinh lắm cả nhà ơi. Cái loại cũng đẹp nữa. Rồi đầm em đang mặc cho người mã số là 1709 nha. 1709 giá là 179.000. Cả nhà đang theo dõi live stream của em á, lâu lâu mình cho em xin một nút chấm nha. Lâu lâu mình cho em xin một nút chấm tương tác bài like nha. Rồi 1709 nè, hôm nay em sale nè là 179.000 thôi nè. Mình đặt đơn comment ngay cho em 1709 và xuyên thoại nha, dễ thương lắm. Đó, cái chất liệu vải của em đó là dòng vải von gân. Von gân, thấy xuyên thấu vậy nha, chứ không có bị mềm, bị yếu đâu. Không có bị yếu đâu cả nhà ơi, đẹp lắm, phồng phồng vậy nè. Đó, nhìn là vậy là biết không sợ bị yếu đó nha, đường may đẹp luôn. Có size 53kg, 53kg mặt size M như em. Cái đầm hoa xanh canh em vẫy gì em ơi, Cát Thái. Cái này vẫy Cát Thái chứ yêu nha, đang sale còn 169.000 ha. Tại vì em sắp về đồ mới rồi, em sắp về đồ mới rồi, mã 1668, đúng rồi chị Hiệp Trần đó, 1668 đó. 1709 nha, đúng rồi chị Hiệp Trần, cái này 1668 đó, 179 nha. 179 nha, chị nào muốn mặc em mặc lên cho. Em đang mặc cho người 1709, giá sẽ là 179.000 thôi, rất là rẻ. 179 bình luận kèm giá giùm em. 1709, 1709 giá sẽ là 179.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho 1709 với xin hỏi cả nhà ơi, có cái nón này dễ thương nè. Cái nón này dễ thương nè, nón này em cũng mua một cái. Cả lần cứ mua đi nón này em cũng mua một cái. Em đang đổi cái cục này hơi bự xíu nha. Rồi, nhưng mà ôi, cái chuỗi ngọc này chuỗi ngọc rồi luôn. Đó, thích để không thích để tháo ra không sao hết. Rồi. Cái cục này của em hơi bự nhưng mà mình nhìn giùm em. Cái nón này rất đẹp nha, cục này cục tóc của em nó hơi bự. Đây, cái nón này á có 115.000 à. Em 100 hả chị? Em 100 lấy mẫu khác đi, em 100 em có mẫu mà. Em 100 lấy mẫu khác đi chị. Em có mẫu ha, em 100, 110, 120 em có mẫu. Rồi, 1709 là eo 88. 1709 là chị Nguyễn Ngát, 179.000. Bình luận giấy vào dùm em 179. Cái nón này nón cói, nón cói đen với cước. Cói đen với cước là các bạn biết rồi đúng không? Rồi, mã 28 chỉ có 119.000 thôi. Chỉ có 119.000 thôi cả nhà cái nón này. Đó, cả nhà thích thì chốt đơn cho em là mã 28 ha. 28 em chỉ còn có 2 cái thôi, 119.000. Để mình mua đi, cái này là khuyên thiệt luôn, mua về nhà siêu chất lượng, tại cái này em có mua. Em có mua một cái ha. Cái này nè là cái nơ lụa. Cái nơ lụa nguyên cái chuỗi ngọc nè. Thích thì để không thích thì tháo ra không có sao hết, nhưng mà để chuỗi ngọc đi lên hình cho nó đẹp cả nhà ơi. Cái nón này màu kem lên hình nhìn cái mặt của mình sáng lắm cả nhà ơi. Đó, cái này là mũ 28 nha. Đặt đơn comment ngay cho em mũ 28 hoặc là nón 28 kèm số điện thoại là 119.000. Nó rất là rẻ tại vì nó làm bằng cái cây cối thiên nhiên á cả nhà ơi, với lại đang cước vô đẹp lắm, nhìn rất là chất lượng luôn. Rồi em để đây ha, đứng form lắm. Có mấy cái nón này là 99.000 nè. Rồi thích thì chốt. Vậy em đang mặc cho người 1709 em qua nha. Dễ thương, cái này dễ thương lắm, xinh lắm cả nhà ơi. Ở đây em cao 1m65 nha, cả nhà thấy em mặc hơi ngắn là tại vì em cũng hơi cao á cả nhà ơi. Em cao 1m65 nha, đầm em mặc vừa phủ cái gối của em như vậy. Vừa phủ gối của em như vậy nè. Thì chị nào cao 1m55 sẽ dài qua gối luôn ha. Ở đây em cao 1m65, em 54kg. Chị nào 53kg mặc size M, chị nào 54kg mặc size M, thậm chí 55kg cũng có thể mặc size M. Em mặc cũng rộng rãi thoải mái á, nhưng mà thôi để về mặc cho thoải mái nha ơi. Chị khách nào thích bóp eo thì bóp nha. Rồi. Rồi bây giờ em thay tiếp ha. Mẫu em đang mặc trên người 1709, 179.000, không nhầm đâu, 179. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái đầm gì? Em 100 đúng không? Em 100 đúng không chị? Hay là 101, 102 em có cái đầm Ủa đâu rồi? Còn hay hết ta. Ôi ơi, đừng nó hết hàng nha, hết hàng chứ em xỉu ngang xỉu dọc luôn quá. Rồi, chờ em xíu cái đầm eo. À đây nè. Đây nè, cái đầm eo 110 vậy đó đây nè. Rẻ lắm. Big size luôn. Big size mà siêu rẻ mã gì đây? 1712. Chờ em xíu nha. Chờ em một xíu. Rồi đây tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1712. Rồi đúng rồi chị, 1709, 179.000 đồng. Cứ đặt hàng đi. Lâu rồi không gặp em. Dạ đúng rồi chị, mấy nay mẹ em bị bệnh á. Mẹ bị bệnh cái mẹ em lên Sài Gòn. Em dắt mẹ em đi khám bệnh. Em dắt mẹ em đi khám bệnh đó chứ yêu ơi, cho mấy nay em không có like. Mấy nay em không có like. 2-3 bữa nay em không có like á chứ.
đó. Giờ này mẹ em bị gai cột sống với lại thoát vị địa đệm á mấy chị, rồi chưa có phẫu thuật được cho nên cứ lên xuống tái khám hoài vậy đó. Rồi đây ha, mẫu em đang mặc cho người mã 1712, 1712 nha, đẹp không cả nhà ơi, gần hết hàng, gần hết hàng, cái đồng này bán chạy lắm. Rồi gần hết hàng cả nhà ha. 1712 size M còn 11 chiếc, size L còn 55 chiếc, XL còn 9, 2XL còn 8 chiếc rồi hết luôn. Trời ơi cái size nó vậy á cả nhà ơi, cái số size nó vậy đó. Có mẫu màu là sợ hở chút không em? Hở bộ hở hở hả? Mẫu hở hở chút thì có mấy cái này mới về nè, cổ đóng kéo nè. Trời ơi chị ơi thiệt em cũng thích mặc đồ hở hở lắm. Trong tủ đồ nhà em thì kính cũng có, hở cũng có. Rồi 1712, chậm xíu nha. Trời cái đầm này bán siêu chạy luôn á cả nhà ơi. Đẹp vô cùng. Mẫu em đang mặc cho người mã 1712. Rồi bây giờ mình đặt đơn nè, cứ việc học anh nghe cho em mã luôn. 1712 và số điện thoại tư vấn nha, chờ em tí. 1712 nè. Rồi ha, chờ em xíu nha. Rồi size M em còn 11 váy, size L em còn 55, XL em còn 9 váy, hay XL em còn 8 váy. Cái đầm này cái chất nó đẹp mà nó còn có big size nữa, eo là eo 120 đổ về. Tại vì eo này eo lưng chung co giãn cho cả nhà mình nha. Và hoa của em nó, để em đứng gần cho coi. Để em đứng gần cho coi, giờ em đứng xa cái nha. Tà váy nè, may một cái đầm này em may được hai cái đầm khác luôn á. Nó dài lắm, dài tới mắt cá chân của em. Đầm màu không em? Đầm màu trơn hay chị? Có, đầm màu trơn có luôn, đầm màu trơn sale luôn. Rồi cái đầm 1712 này em còn đủ size. Nhưng mà ngày hôm nay chị khách nào đặt đơn em sale rẻ nè. Nhất là những chị khách big size nha. Nhìn cái màu cho em, hoa 3D đàng hoàng luôn. Hoa 3D luôn cả nhà ơi. Trời ơi đỉnh chưa, đỉnh chưa. Nhìn cái màu nè. Chứ là của em đó là dòng vải von nội họa tiết. Cái von nội họa tiết này cả nhà giặt ra giặt máy thoải mái, không sợ bị tưa vải hay bị chạy chị vải gì hết, mặt siêu bền ha, mặt rất là bền luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã 1712 và ngày hôm nay thì shop sẽ chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 259 ngàn, hai trăm mấy, chờ em tí đi, chờ em tí nha, để em coi cái này sale được nhiêu, em sale được bao nhiêu là em sẽ sale cho máy chế mình ha. 1712. Chờ em xíu nha. 1712, chờ em tí. Rồi. Chị khách nào mà đặt đơn tranh thủ giùm em 1712 với số điện thoại cho mà được em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình luôn. Ủa sao vậy ta? 1712. Cái này là giá bao nhiêu đây? Rồi sale luôn cho mình đi, 259 ngàn, 259 ngàn đồng, bình luận kèm giá giùm em nha. Giá của em đó là 349, hôm nay em sale còn 259. Đầm này big size luôn, siêu to luôn cỡ như em. Bây giờ size ML đặt mẫu nào cũng có đó. Nhưng mà cái đầm này XL với 2XL phải chốt, XL với là 2XL phải chốt cả nhà. Nó còn cho mình là 11 cái size M, 55 cái size L, 9 chiếc size XL và 8 chiếc size 2XL cuối cùng. Hoa 3D cho cả nhà mình giặt bây giờ phải thoải mái, không bay không phai. Tại vì cái hoa này là in màu nha, không phải in nhựa đâu cả nhà ha. Rồi xinh lắm cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số 1712 và số điện thoại. Đầm em đang mặc cho người mã số của em đó là 1712. Chị khách nào mà đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã số 1712 với số điện thoại trên bài được em tư vấn nha. Rất là đẹp luôn. Dạ em chăm mặc được chị, đầm em 120 luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn chút mình dùm em 1712 và số điện thoại 259. Khoan để em ghi mã em bị quên. 1712 giá 259 ngàn. Đó rất là đẹp luôn ha. Ok. Ủa chị ơi chị thấy cái nào? Cái này nè, cái này hoa tulip em mới về nè, cũng xinh lắm nè. À thôi chị Huệ ơi, chị lấy cái này đi. Cái này không hở lắm nhưng mà mặc lên á nhìn body đẹp, nhìn body đẹp ha. Lấy cái này đi, cái này ngày mai ngày mốt về ha. Cái này cái này là ngày mai ngày mốt có về trên tường đúng không, trên tường cái áo cổ chéo đúng không. Rồi lên luôn đây, đồng giá hết nha. Chị nói khách nào mà thích hoa lá mùa thu lấy cái này,
Còn chị thích nào? Thích hoa tulip với cái này. Hai cái phong này nó tựa tựa nhau chứ nó không giống, tại cái kia là cái dây rút, còn cái này là cổ đốc chéo ha, dây rút có cái nơ rất là dễ thương. Còn đây cổ đốc chéo nhau có cái hoa tulip đó, rất là đẹp luôn. Rồi em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1712 nha. Chị khách là mình đặt đơn không, anh nghe cho em phía dưới nha, mã số 1712 với số điện thoại cho em là được nha. Rồi để em thay sang cho mình cái đầm hoa tulip nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1712. Chị khách nào mà đặt đơn thì mình ngay trên phía dưới mã số 1712 với số điện thoại nha. Giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 259.000. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Chờ em tí cả nhà nha. Cái dáng này nó trồng cổ đó. Cởi ra cái cục tóc của em nó bị hơi vướng chút. Cục tóc quá bự. Rồi em lên cho mình cái mã hoa tulip cho cả nhà tham khảo nè, hơi bị đẹp luôn nha. Đây mẫu em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1716. Rồi tóc em nó hơi xù rồi, 1716 thôi không sao ha, không sao. Rồi em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1716 cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút lại giùm em nha, 1716 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Đó, cái đầm này rẻ lắm, đầm này chất IT hàng nha cả nhà ơi. Cái chất của nó là tương tự như là thun á. Nó cũng tương tự như là thun vậy đó cả nhà ơi. Cổ đắp chéo nha, cái cổ này thích mặc hở hở mình chỉnh xuống xíu. Thích mặc hở hở chỉnh dài cho em. Chị Hệ thích mặc hở hở chỉnh xuống xíu. Kéo nó xuống xíu nè, kéo xuống xíu thì hở như vậy nè ha. Muốn hở hơn cũng được nữa, nhưng mà thôi trên livestream em tém lại chút nha, hở xương xương thì cho mình coi được không? Đó, còn chị khách nào thích mặc kính cổng cao tường, cái bên này lên. Đó vậy thôi nè, không có cần phải chỉnh nhiều, không cần nhíp luôn. Cái này là không cần nhíp, chỉnh tay thôi. Rồi, tay ngắn nha cả nhà mình ha. Đó, ôm eo dáng 7 mảnh. Phía trước là 3 mảnh, phía sau lưng là 4 mảnh nha cả nhà mình luôn. Trời lên form đỉnh cho tay nhớ, nó đỉnh dáng lắm. Cái đầm này mặc lên đỉnh dáng vô cùng luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là bao nhiêu tự nhiên quên rồi. Cả nhà thông cảm nha, em quên mất tiêu rồi. 1716 đầm mới cả nhà, cho nên là hơi mau quên xíu. 1716 nha. Chị khách là mình đặt đơn cái việc comment ngay trên phía dưới mã số 1716 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã là 1716 cả nhà ơi. Rồi giá ngày hôm nay sẽ là 259.000 đồng. Đặt đơn thử bệnh ngay cho em phía dưới mã số 1716 với số điện thoại cho em là được. 1716 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng cả nhà ha. Rồi ngày hôm nay sắp trước cho cả nhà mình luôn. Chị có bao nhiêu ạ? Em mặc lại cổ chéo treo trên tường. À là cái cổ chéo em mới treo lên đúng không chị? Cái cổ chéo em mới treo lên đúng không? Rồi bây giờ nè, em đang mặc trên người, mã số của em nói là 1716 259.000. Rồi 259.000 đồng mã 1716 nha. Chị khách nào mà đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới mã số 1716 với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 259 cả nhà ơi. Đèn vải màu đen họa tiết cho cả nhà mình nè, và có phối cho cả nhà hoa tulip rất là xinh luôn. Chứ là vải của em nói là nhờ vải IT hàng cao cấp nha. Cái vải IT hàng này thì cả nhà cứ yên tâm, váy đẹp, sờ lên cái chất rất là mướt, rất là mềm luôn, siêu mịn và có độ co giãn cho cả nhà mình. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là 1716. Chị khách nào mà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1716 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho mình luôn. Giá 259.000 đồng. Đầm này em có big size 40kg cho tới 75kg và eo dưới 94, hoặc là thậm chí là eo cũng tầm 100 đổ về luôn á. Tại vì cái đầm này em không có may nhấn eo đi qua. Cả nhà thấy mặt lên có eo o như vậy nè, là tại vì cái form 7 mảnh á, nó ôm form của mình đẹp như vậy đó. Chứ thật sự là đầm này em không có nhấn eo nha. Phía trước là em may 3 mảnh vải ráp lại vào nhau, sau lưng là 4 mảnh ha, tạo thành cái đầm 7 mảnh cho các chiếc đẹp mình. Rồi bây giờ mình đặt đơn thì mình nghe cho em 1716 kèm số điện thoại. Trời em bị lắc rồi cả nhà ơi. Trời lắc quá à. Cả nhà có livestream của em có rõ không? Cả nhà có like có rõ không cả nhà ơi? Chấm bài tương tác giùm em cái nha, em bị lắc quá cả nhà ơi. Rồi. Sao vậy ta? Sao tự nhiên nó lắc dữ vậy trời? Nó đơ luôn. Rồi mẫu em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1716 nha. Em lên cho mình cái đầm khác. Cái đầm kia đẹp lắm.
1716, 1716 giá là 259.000 nha, 259.000 đồng. Đây em lên cho mình cái đầm này. Đầm này là cổ của em, nó là cổ dây rút. Nó nhúng ngay cái phần cổ rất là đẹp luôn. Thích mẫu nào còn bên ngay cho em nha, mã hàng với số điện thoại cho em là được nha. Rồi đây tiếp tục. Mẫu em đang mặc mã số của em là 1722. Đầm em đang mặc trên người mã số em nó là 1722 nha. Chị khách nào mà đặt đơn comment ngay cho em mã 1722 và số điện thoại em tư vấn nha. Rất là đẹp luôn rồi nhỉ ơi. Đó. Rồi. 1722 cả nhà ơi, đầm thiết kế sợ cổ V nha. Có dây rút ở ngay vòng 1 như thế này. Cả nhìn rút lại cho em. Rút hơi hơi cũng được, mà rút nhiều cũng được, không sao hết trơn á. Rồi có cái sợi dây mình buộc cái nơ lại cho em. Nơ này em buộc hơi xấu nha. Nơ này em buộc hơi xấu thì nhớ thông cảm giúp em nhé. Rồi 1722 ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 259.000 đồng giá luôn. Đây mình nhìn giùm em. Cái này họa tiết lá bướm nha. Nền vải màu đen này, họa tiết lá bướm này, trải đều trên nền vải. Sờ lên cho em cái chất rất là mềm, cũng là chất y tế hàng luôn. Cũng là chất y tế hàng luôn, cùng chất vải. Cùng chất vải luôn nha. Và y tế hàng luôn cho mình. 259.000 đồng, mã số của em đó là 1722. Đó, cái mẫu này rất là đẹp, mấy cái kiểu bảy mảnh như thế này may đẹp lắm cả nhà ơi. Thích thì lên đơn liền giùm em tư vấn và chờ hàng cho mình ha. Mã hàng với số điện thoại em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1722. Váy đẹp, mềm chất rất là mướt. Váy này thì chỉ cần may một lớp thôi là vừa mặc rồi. Có hai túi hai bên đầy đủ luôn đây. Đó, cả nhà thích hoa đỏ hay là mình thích cái kiểu này. Hoa đỏ thì kiểu chéo. Còn cái này là chiếc lá nha. Chiếc lá nha cả nhà. Đó, lá bướm nha cả nhà mình. Tông màu của em là tông màu nâu, màu cam đất. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, 259.000 luôn. 259.000. Màu nào mặc lên cũng trắng da hết nha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn giúp lại giùm em. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, mã số với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. Chốt ngay hôm nay không áp dụng bên ngoài nha. Chị khách mình đặt đơn tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Mã hàng với số điện thoại 1722. Cái mẫu đầm này á là em chỉ mới like thôi cả nhà. Cái đầm này em chỉ mới like thôi chứ chưa có về luôn, nhưng mà số lượng bán ra hơi bị nhiều luôn á cả nhà. Cái số lượng bán ra hơi bị nhiều á là em dự định là em về mấy trăm chiếc vậy thôi cả nhà, bán hết rồi hết luôn và không có về đi về lại đó, và đăng thử thôi thì rất là nhiều chị đặt luôn. Và bây giờ chị khách nào đặt đơn thì mình tranh thủ chút liền ha. Hôm nay ngày mai gì đó em có về hàng là em sẽ gửi liền cho các chị đẹp mình luôn. Mình tranh thủ giùm em nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1722. Ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? 259.000 đồng. Mã số của em đó là 1722. Chị khách nào mà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1722 kèm số điện thoại cho mà được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình. Camis 65 đầm này sẽ mặc dài phủ bóp chung em như vậy. Thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên like cắt ngắn 259 nha. 1722 rẻ cả nhà, có 259.000 đồng. Mẫu này thì không có mắc đâu, rất là rẻ, rất là xinh. Tại mẫu này xinh lắm, cái hoa này xinh, ủa cái lá này xinh quá trời nè. Rất xinh đúng không? Đây nè, em đứng gần cho coi cái lá nè. Nè, cái lá bướm nha, tay nhúng 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 vậy ha. Đó, 1722. Là em chỉ mới có đăng hình, đăng bài thôi đó. Nhiều chị khách đặt cái này lắm, nhiều chị là đang ghiền cái lá này. Mùa hè mùa thu á, thích cái lá này vô cùng luôn. Mùa hè mùa thu cả giờ mang mặc cái này là hợp lý luôn coi nhời. Quá hợp mùa luôn á. 259.000 đồng mã 1722. Chuẩn bị em qua mã nha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Rồi 1722 nha cả nhà, giá sẽ là 259.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ông đồng nào đặt hàng chút sớm giùm em nha, mã số với số điện thoại em tư vấn và chờ hàng. Rồi đây em sẽ lên cho mình một cái em đầm form công sở đi. Cái đầm công sở này em đang sale nè. Vải á, von tâm nhũ. Có chị khách nào để có von tâm nhũ trong tủ đồ chưa? Nếu như chưa có thì chốt cái này nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1692.
Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1692. Đầm thiết kế sẽ là cổ trụ cho cả nhà mình ha. Rồi, cổ trụ cho cả nhà mình. Tay lỡ vai bồng, nhánh eo, dáng đồng phong xòe cho cả nhà luôn. Cái dáng này thì nó rất là đẹp. Có nhánh eo xòe ra như thế này. Đó, tông màu của em đó là tông màu đen nha cả nhà ơi. Rồi, màu đen ha. Có dệt chỉ kim tuyến nha cả nhà mình. Phần tay này em may cho mình một lớp, thân với kỷ lượng 2 lớp luôn. Đó, và mấy cái chỉ kim tuyến này mình mặc lên nó giặt ủi là không bay không phai, không bong chóc, không rơi rớt nha cả nhà. Đó, và không ngứa ngáy, khó chịu gì cả. Cái máy này ngày hôm nay shop sale cho mình luôn là 199. 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1692. Cả nhà đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số 1692 và số điện thoại ha. Rồi ngày hôm nay shop chốt luôn giá 199.000 đồng. Rồi, 199.000 đồng mã số 1692. Giá sẽ là 199.000 đồng, 199.000 đồng cả nhà nha. Rồi ưng ý cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền giùm em mã 1692 với số điện thoại em đứng gần cho mình coi cái họa tiết của em nó lần nữa nha. Đây họa tiết như thế này. Và chỉ kem tuyến luôn. Và ủa là không bay không phai, không bong chóc, không rơi rớt gì hết. Tay này em may một lớp, thân váy kỷ lượng 2 lớp. Thiết kế thêm 2 túi luôn, có khóa kéo luôn. Rồi giá ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. Rồi, thắt lưng đi cả nhà, lên thắt lưng cho mình ha. Cả nhà biết sao giờ nãy giờ em ít lên thắt lưng không, nó hết hàng rồi cả nhà. Đây cái này em còn có 3-4 cái nè. Cái này thắt lưng TL13. Rồi để bữa nào chắc vài hôm nữa em về thắt lưng em lên tiếp quá cả nhà ơi. Giờ còn gì lên đó nha. Bây giờ là thiệt luôn là còn gì lên đó. TL13. Giá của em đó ngày hôm nay TL là viết tắt của chị thắt lưng đó cả nhà ơi. Giá của em đó là 50.000 ha. Rồi 50.000 cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Thắt lưng này tại cửa hàng em đang bán 65, trên livestream có 50.000 thôi, nhưng mà cái dây của nó hơi bị đẹp luôn á. Đây cả nhà, dây chung ha, coi giãn nè, có da luôn ha. Đường may đẹp quá trời luôn. Khóa kim loại cho cả nhà mình, thêm hột ngọc nữa ha. Rồi thắt lưng này mã số của em đó là TL13. TL13 nha, giá của em sẽ là 50.000. 50.000 ha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã số TL13 kèm số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn. Chốt ngay hôm nay không áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Rồi chờ em xíu nha cả nhà ơi. Rồi 1692. Em đang mặc trên người 1692 giá 199 nha cả nhà ơi. 1692 giá 199.000 đồng. 1692 giá 199. Thắt lưng hồi nãy là TL13 nha cả nhà ơi. TL13. Với lại em còn cái thắt lưng này nè, hồi đầu Lan có giới thiệu cho mình rồi nè. Cái thắt lưng này là TL36 ha, thắt lưng này là TL36. 55.000 hơn cái kia 5.000. Cái này mua cái nhỏ cũng được, mua cái to cũng được. Nói chung là tùy theo sở thích của các chị đẹp mình ha. Cái này là TL36. TL36. Rồi giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 55.000. Đặt đơn thì mình nghe trên phía dưới mã TL36 kèm xuyên thoại. Phố được có nhiều đồng lắm, mấy cái thắt lưng này dễ phối lắm cả nhà ơi. Đầm trơn, đầm xòe, đầm họa tiết, đầm chống mi, đầm body đều phối được luôn ha. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1692. Thắt lưng ở đây mã số của em đó là TL36 kèm xuyên thoại giá 55.000 đồng. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Hay là cả nhà có thích là những cái thắt lưng mà dây kim loại không? Em có thắt lưng dây kim loại hình cái nơ nè, cũng rất là dễ thương luôn. Thắt lưng này mã số của em đó là TL40 ha. TL40 nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, TL40 ngày hôm nay shop chốt luôn, chỉ còn có giá tiền là 55.000. 55.000 đồng thôi, đồng giá luôn. Cả nhà mua dây chung cũng vậy, cả nhà mua dây da cũng vậy, hay là mình mua mà dây kim loại cũng vậy luôn. Cái là TL40. TL40 ha. Rồi giá của em đó sẽ là 55.000. Đồng giá hết rồi cả nhà, mình thích cái này chút cái đó ha. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp với sale. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1692. 1692 ngày hôm nay shop chốt luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. 1692 giá 199, chứ là vậy quan tâm nhũ nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Rồi thêm cho mình một cái em đầm công sở. Đầm công sở em có mẫu này xinh này cả nhà ơi. Đây, sale luôn là 199.000 thôi.
cánh dài maxi cho mình luôn ha. Đầm công sở em có nhiều lắm, họa tiết đó, bướm bướm nè, rồi hoa nè, hay là trơn nè, họa tiết hạt dẻ nè thì em có rất là nhiều. Em không biết cả nhà thích màu nào thì mình cứ bình luận phía dưới cho em nha, em lên cho mình. Đây, thêm một cái em công sở nữa cho cả nhà dễ chọn luôn. 1632 giá 199. Đầm này trước lại bà của em nói dòng bài von nội họa tiết nha. Cái dòng von nội họa tiết này rất là xinh luôn cả nhà ơi. Nó sẽ nổi những hạt bông nha, ở trên mặt vải như thế này. Tay thì em sẽ mang cho mình một lớp nha. Rồi, có nút luôn, nút phần tay nè, với lại nút ngay cái phần ngực áo cho cả nhà mình ha. Rất là xinh. Xinh không ạ? Dáng thước tha, trời lên form nè, đỉnh chưa? Những cái eo siêu nhỏ luôn ha. Dáng đầm phông xè dài. Rồi, mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1632. Ngày hôm nay shop trước cho mình luôn, giá của em nó sẽ là 199.000 đồng. 199, mã số của em nó là 1632. 1632, giá ngày hôm nay sẽ là quên. Đó, rồi 199.000 đồng. 1632 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1632 với số điện thoại. Cổ sơ mi, cái cúc này là cúc cách điệu thôi cả nhà, không có cài được. Cả nhà thích để cúc thì để, không thích để cúc thì mình có thể tháo ra luôn cũng được ha. Rồi 55kg vừa đó chị, 50kg cho tới 60kg đó. 50kg tới 60kg, eo 70 cho tới eo 78. Em 70 tới 78 là đẹp cho em nha, xinh không? Cái vải của nó xinh lắm. Về nhà dở cái vải này ra là cả nhà nghiền liền luôn á. Vải hơi bị xinh luôn á chị. 199 ngàn dùm em nha. Đầm nãy giờ em lên có trăm mấy thôi à, nhưng mà là váy mới 100%. Tem mát còn đầy đủ, không đụng hàng với ai hết. Và lẽ sai giống như cái đầm này đi, em bán rất là chạy. Nhiều chị khách hỏi em dữ lắm. Nhiều chị khách mà muốn mua size lớn hơn có, nhưng mà em không còn vải nữa, bây giờ em chỉ còn 9 cái size L thôi đó. Rồi 50kg cho tới 60kg ha. Em 70 cho tới em 78, có 199 mà dáng dài. Ôi là dài luôn. Dáng dài thước tha không cả nhớ, quá đẹp luôn đúng không ạ? Rồi mã số của em đó là 1632. Để được đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1632 với số điện thoại. Đó là màu E84 hả chị? Đầm màu E84 thì hiện tại là em chỉ còn cái đầm màu đỏ thôi. Đầm màu đỏ thôi. Đầm màu E84 hả? Hơi khó nha. Cái này hơi khó. Để em coi cái mẫu này còn không. Khó quá. À còn, còn cái kia nữa. Còn cái kia được 6 cái. Chờ em xíu. Rồi xanh lời cho chị Hồng Nhan. Đây là chị đầm màu E84, lấy cho em cái đầm màu đỏ này đi. Thì nó còn size của chị. Rồi. Với lại cái đầm màu đen, hay em lên màu đen đi ha. Em còn cái đầm màu đen nữa, E84 được không? Còn cái đầm này là eo 70 cho tới là eo 78 ha. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1632 với số điện thoại nha. Giá ngày hôm nay chỉ có nhiêu cả nhà ơi, 199.000 đồng. 199.000 đồng, mã số của em nó là 1632. 1632 cả nhà ha. Giá ngày hôm nay sẽ là 199. Cả nhà đặt đơn comment phía dưới cho em mã số 1632 và số điện thoại ha. Để em lên cho cả nhà cái đầm này. Đầm này gần hết rồi. Có lên sale không cả nhà ơi? À, đầm màu trơn nha, chị thích dài hay ngắn? Chị thích dài hay ngắn rồi chị ơi? Ngắn em có cái này nè. Màu đen luôn nha. Ngắn thì em có cái này nè, rẻ quá trời, tặng kèm tất cài luôn. Đó. Cũng thích dài thì cũng có dài, thích ngắn thì có ngắn, thích dài thì có dài, thích màu nào có cái đó. Rồi đây nè, tiếp tục ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1691. 1691 cả nhà, rất là xinh. Đó, cổ vuông, tay lỡ vai bồng. Cái đầm này mặc lên thì thôi, khỏi nói luôn. Chị nào không có eo á, lấy cái đầm này cho em mặc lên, nhìn eo của mình nhỏ xíu. Tại nó có cái bảng eo đi ngang qua. Ok, chị Yến Trần nha. Rồi, đầm này cũng 199 luôn, tặng kèm tắp cài cho cả nhà mình. Đầm này số lượng còn ít nha, cả nhà mình tranh thủ à. 1691 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình ha. Đây, đẹp lắm luôn á. Chắc là vải của em đó là dòng vải xốp caro cả nhà. Co giãn nè, đỉnh chưa? Êm. Đầm này là 75kg, eo 90-92 cho em ha. Mã số của em đó là 1691. Cái chất này á, đầm này mới chạy lắm. Cái chất này nó dày, dặn ha. Đầm em đang mặc trước khi em, đầm em đang mặc trên người chất xốp caro chị. À, dài á em, rồi thích dài đúng không? Đợi cái đầm này nó ngắn, sau cái này em lên cái đầm dài cho.
sau cái đầm này em lên đầm dài cho nha. Đầm này số lượng em không cần ít luôn. Trời ơi, cái đầm này chất xốp caro lúc đầu mới bán cũng hơi chật vật á cả nhà, tại vì cái đầm xốp caro này lúc trước em có về rồi nhưng khá là lâu, nhiều chị cũng hơi quên rồi. Còn những chị khác nào mà mình mới coi like của em thì chắc là mình không có cập nhật được cái này đâu, nhưng mà cái chất này thì nó rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn. Nó dày dặn nhưng mà nó mềm, nó êm, thấm hút mồ hôi cao. Dày mà mềm cả nhà tin nổi không? Thì đây nó rất là mềm luôn, dày mà nó êm lắm cả nhà. Vui về bạc thử có 199.000 đồng tặng kèm tóc cài ha. Rồi giá của em nó là 199, mã là 1691 đó. Mình đặt đơn thì mình cứ việc comment ngay cho em mã 1691 và xin hỏi cho em tí nha. Đâu rồi 1691 nha cả nhà ơi. Rồi em 100, 80 ký em 100. Em 100 nha cả nhà ơi. Em 102, 105 đó, giờ em tính em 100 được không? Đó, rất đẹp luôn. Form hơi bị đỉnh luôn á chị. Rồi thích cái mộc in bên trong nó có mặt bộ đồ nha. Bên trong có mặt bộ đồ cho anh nhìn hơi cộn một xíu nha. Rồi mã số của em đó là 1691, cả nhà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1691 và xin hỏi dán đầm phong xòe cho cả nhà như vậy nè. Đẹp lắm, cái mẫu đầm này mặc lên định dáng cực kỳ luôn. Nếu như hôm nay cả nhà mặc đi chơi hay là đi ăn đi uống đi, hay là mình mặc đi làm đi hay đi tiệc đi đó, mình phân vân không biết mặc cái đầm như nào thì mình có thể là lấy cái đầm này mình mặc lên cho em. Ủa sao rồi, ủa sao bị gì vậy? Ủa kỳ vậy ta, cái này chém xíu nha. Rồi, cái Facebook của em nó bị ấy, cho em tí nha. 1691 nha cả nhà ơi. Dạ sao chị? 1692, 1692 là đầm cổ trụ nha, có chân lộn mã đó. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em là 1691 nha. 1691 chất loại vải xốp caro, 1691 chất xốp caro. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199. Cả nhà đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số 1691 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi 1691 giá 199 cả nhà ơi, 199.000 đồng nha. Rồi bây giờ em lên cái đầm dài ha. Hồi nãy chị khách đã hỏi em là em có đầm trơn không? Đầm trơn mà không phải màu đỏ, thì em có màu đen. Em có màu đen. Cái này nó bị lẻ sai, cái này đủ sai. Em lên tiếp cho mình một cái dài luôn, đẹp luôn, đi tiệc được luôn. Chờ em tí nha. 1691 quá, chị nào chưa có cái đầm xốp caro này á, mua về thử coi nha, mặt hơi bị êm luôn á. Mình nhìn cái đầm, cái vải của em nó rất là chất lượng luôn. Cái bạn của em nó hơi bị chất lượng luôn á cả nhà. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mẫu váy khác. Đây, lên luôn cho cả nhà cái em đầm này. Mã số của em nó là 1682. Đẹp quá, đẹp. Quá đẹp cả nhà ơi, 1682 quá đẹp luôn. Rồi, chị nào mình đặt đơn tranh thủ cho em nha. 1682 với số điện thoại chậm tí nha cả nhà ơi. Chậm tí nha. Ngày mở gì đây? 21. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1682 cả nhà ơi, 1682. Đầm hít cái sẽ là cổ tròn, tay lỡ vai bồng, dáng đồng phong xòe dài luôn. Cái chất ren này lần đầu tiên em về. Đây, ren họa tiết nhưng mà nó có viền nổi luôn. Ren họa tiết viền nổi như vậy em về nhiều rồi. Mỗi một đợt em về một cái họa tiết khác, họa tiết khác không à. Nhưng mà đợt này á, cái viền nổi của em nó có chiếu chiếu kim tuyến. Đợt này cái viền nổi của em nó có chiếu chiếu, bạn nhìn thấy không à. Đó, mẫu. Dạ em cao 1m65, em nặng 54 kg. Đó. Rồi, cái nhìn giúp em đi. Viền kim tuyến nha. Đó, giặt ủi không bay không phai, không bong tróc, không rơi rớt kim tuyến luôn. Nó rất là đẹp. Đó, nó chiếu nhẹ thôi, cả nhà, chiếu nhẹ thôi, không có chói quá đâu. Nhẹ hiều à, chiếu nhẹ, sơ sơ thôi. Đó, le lói thôi.
không có sợ nó bị quá chói lá đâu nha. Đồng đen bán chạy lắm nè mọi ơi, 1682, 1682 nha. Chị là mình đặt đơn rồi mình nghe cho em 1682 với điện thoại. Rồi chốt cho cả nhà mình luôn 1682. Giá sẽ là 279.000. 1682, ôi sao nhắc mắt quá vậy ta. 1682 cả nhà ơi, 279.000 đồng. Đặt đơn phòng bên ngay trên phía dưới mã số 1682 với số điện thoại trên bài đồ ha. Nhánh eo dáng đồng phong xề dài, ở đây em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chung em như vậy. Cả nhà thích mặc dài dài thì mình có để dài dài tầm này mặc cho em nè. Còn chị khách nào mà mình thích mặc chân ngắn hơn thì mình có thể lên lên cắt ngắn được luôn ha. 1682 nha. Rồi cái đầm này ha, chị có size 6-7kg không hả? Có chứ, đầm này ok mà, có biết size đó. 75 kg eo 92. 75 kg eo 92 và đầm này là dài 128. Cái đầm này một dài 128, chị nào có 1,5 m, 1m45 là hơi phủ luôn cái bàn chân luôn rồi đó. Rồi ok không? Rồi, đầm em đang mặc trên người mã số theo đó 1682. 1682 cả nhà ơi, đặt đơn hộp bên ngay trên phía dưới mã 1682 với số điện thoại. Váy này em may cho cả nhà mình hai lớp, thiết kế thêm hai túi, có khóa kéo đằng đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1682 nha. 279.000 đồng lên đơn liền giùm em, bình luận mã kèm giá nha. Nhận rồi đẹp chơi, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Phan nhủ nhiều. Đẹp lắm cả nhà ơi, cái đầm này đẹp lắm khỏi lo, vải đẹp lắm. Rồi ok, chị mua có đơn chứ là hàng có đơn. Đầm này có ít lắm cả nhà ơi, 279.000 đồng để lắm. Nè, nút này là em đóng cúc ngọc trai luôn nha. Em đóng luôn, đóng cái đuôi kim loại vô luôn, không có dán, cho nó rất là bền. Size M em còn 7 chiếc, size L em còn 20, XL em còn 5, XL em còn 6, nhiêu đó đó là em hết rồi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người là 1682 nha, có thể chốt đơn liền giùm em. Đẹp lắm nha, rồi lên mẫu khác em, ok chị qua nha, em qua nha. Em đứng gần cho mình coi cái vải, cái này em qua nha. 40kg cho tới 75kg em 92 dùm em. Đây, họa tiết nó như vậy đây. Họa tiết cái lá nè, rồi cái bông nè. Đây, họa tiết cái lá, cái bông cách điệu nha. Đó, rồi có chạy viền nổi. Đó, cái viền nổi này á, là nó chỉ le lối như trên lai vậy nè. Trên lai là đứng gần ánh sáng á, là cả nhà thấy nó hơi chiếu mạnh hơn rồi đó. Chứ thì ta le lối cũng nhẹ nhẹ mà cái vải đẹp lắm. Vải này cả nhà thấy lỗ lỗ đúng không? Mà nó dày dặn á nha. Nó dày dặn vừa, cầm lên chắc tay lắm. Hai lớp hai túi dài luôn. Đầm này dài 128, em cao 1m65, đầm này mặc dài tới cổ chân. Đó, thì tầm 5 phân nữa thì sẽ tới mắt cá chân của em cao 1m65. Chị nào cao 1m6 thì mặc dài tới mắt cá chân nha. Đầm này chị mua rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoa nhiều. Đầm này giá của bình thường em bán cũng rẻ cả nhà ơi, có 299 nè. Hôm nay sale là 279 nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1682 279 279 nha cả nhà ơi. Còn rất ít nha. Rồi báo mã cái nữa. Size M em còn 7 chiếc, size L em còn 20 ha. Rồi thích cổ vuông hay chị có, em có cổ vuông nhưng mà nó không có size lớn đâu. Mà bây giờ em để ra em quên rồi. Ủa em để ra em kiếm không ra. Thiệt em kiếm không ra, nãy giờ em đang kiếm quá trời luôn, cái đó cũng sale rẻ lắm. Đâu ta, em để ra mất tiêu rồi ta. 1682. Chờ em tí nha, em để ra mất tiêu rồi chị ơi, chờ em tí. Rồi mẫu em đang mặc nhiêu cái nón vậy em? Dạ nón rất rẻ chị ơi, để em bơi qua cái khác này để em giới thiệu nón cho. Em bơi qua cái khác để em giới thiệu nón cho nha. Cổ vuông thì em đang có cái đầm màu đỏ đó chị. Cái màu đỏ thì em có, chờ em chờ chị Diễm Trinh nha. Chờ cả nhà mình mới vô. Tiếp tục cái đầm nào mà đầm ren cổ vuông, chờ em để đâu mất tiêu rồi, xem buồn dữ vậy ta. Thiệt luôn. À, đây nó đây, nó đây. Khoan, cho em xin 5 giây thay mẫu nha. Đây cả nhà ơi, chính nó. Còn hai size ML được không? Em sẽ kho cho 199.000 ha, em sẽ kho cho 199.000 thôi. Mỗi em đang mặc cho người 1687. Chậm tí chậm tí em kéo nó lên nha. Bên trong có mặc bộ đồ, hôm nay mặc bộ đồ nó hơi bự quá rồi. Đó, kéo lên. Rồi 1687 đó, cổ vuông á thì mình mặc lên nó sẽ nâng cái vòng một của mình lên như vậy nha. 1687 cả nha. Đầm này ngày hôm nay 199, 40kg cho tới 56kg eo 75. Đầm này không có sai lớn không đâu. Nón đúng không? Nón này mã số của em nó là nón 28 hoặc là mũ 28 cho em. Được đan bằng chất liệu cây cối thiên nhiên và phối cước đan với cước. Cối này đan với cước, đan qua đan lại. Đó, rất là bền, bền cực kỳ, bền vô cùng bền luôn. Cái này là em đan
hóng hớt là mua một cái cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Đẹp không? Cái dây này á là vậy nè, nó là một chuỗi dây này cả nhà. Cả nhà thích để chuỗi thì để, không thích để thì mình có thể tháo ra, chứ không phải là dán từng viên vô đâu nha, mà nó nguyên một dây vậy nè. Nhưng mà để gì đi cả nhà, để gì cho nó sang. Cái nón này á, cả nhà thấy đó, dây lụa nha, lụa mềm lắm. Đây, lụa mềm nè, mềm mèo à, mướt mượt à, bóng 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 nè chứ. Dây lụa nha, mềm quá trời, có nguyên cái chuỗi này. Rồi được đang cói với cước nữa, mà giá nhiêu 119.000 thôi. Trời ơi, nó rẻ. Cái nón này mã là mũ 28 hoặc là nón 28 đó. Rồi đầm em đang mặc là 199.000. Mã số của em đó là 1687. Rồi giá của nó sẽ là 199.000 đó. Để em đứng xa cho mình coi cái nha. Dán dài ha, dán dài cho cả nhà luôn. Rồi đặt đơn comment ngay cho 1687 với số ngày em cao mấy 65 đầm em mặc về tới mắt cá chân của em. Rồi cái nón này nón 28 đúng không? Đây, cả nhà thông cảm giùm em nha, tại vì hôm nay em làm cái cột tóc của em nó bự quá. Đây đây, giày là đẹp rồi. Đẹp không cả nhà ơi? Lấy cái này đi, em còn hai cái. Mũ 28. Mũ 28 chỉ có 119.000 thôi. Đó, nó cấn một cột tóc của em rồi, thông cảm giùm em nha. Cái nơ này nè, cả nhà mình muốn rút dây lên là rút được nha. Do nơ này tùy chỉnh, tháo ra gắn vô bình thường. Rồi, nón mình ghi cho em là mũ đi ha. Mũ 28 đi, 119k. 119.000, đẹp không chị ơi? Đẹp ha. Rồi ok chị, có 119.000 dây lụa nè, tháo ra. Dây lụa tháo ra, xong rồi buộc vô. Nhưng cả nhà mình á, thông cảm giùm em không có khéo tay. Em mà tháo ra cái là em cột vô là chớp quớt luôn. Em cột vô là em chớp quá không cả nhà ơi. Nhiều chập rồi. Thôi em để nguyên gì nha, chứ cái này là tháo ra được ha. Cho chị một cái thắt lưng hình lá nhé. Rồi ok chị, đây cái dây lụa này nè là cả nhà mình á là buộc theo ý thích. Đây dây lụa này cũng được dính chặt rồi, dính keo chặt rồi, nhưng mà tháo ra cũng được không sao hết á. Đó, rồi cái dây này nè tùy chỉnh được, mình thích chỉnh cái nơ to ra, mình kéo nó ra xíu đó, mình chỉnh cái dây dài đó, thì cái nơ này tùy chỉnh được luôn. Chỉ có 119.000 thôi. Nón này là nón cói ha, cái này là mũ cói, mũ cói đang với cước, nó rất là bền, nói chung là nó bền, độ bền thì có đó. Em bán mà em còn mua mà. Rồi cái dây này dây rời, thích để thì để, không thích để thì tháo ra không có sao hết đó. Trơn tru về khỏi dây cũng được, nhưng mà có dây đi mấy chế, có dây đi cho điệu điệu cho đẹp, lên hình cho đẹp. Nó có cái dây này lên hình cho đẹp nè. Đó, nhìn nó không có ô về, cũng màu trắng trắng vậy thôi. Đó, rồi, em có mua cái cả nhà cứ mua đi hết đó. Quá đẹp rồi. Rồi, cái nón này là cũng 119.000 nè. Cái nón này ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Hết cả hồn. Cái nón này mã số của em đó. Em đá trúng cái cây. Cái nón này là mã số 33 nha. Nón này mã 33. Có cái bông. Trời ơi, màu đen. Nón này cũng có luôn, 119.000 luôn. Nón mũ 33, để lại comment ngay cho em mũ 33. Giá là 119.000 đồng. 119.000 đồng nha. Cả nhà thông cảm giùm em, hôm nay cái cục tóc của em nó bự quá đây nè. Đó, em đè nó xuống nha. Đẹp không? Cả nhà thấy sang không ạ? Mũ 33 nha. Mũ 33. Dạ đúng rồi, cái em đang mặc á, cái áo em đang mặc nó hết size lớn rồi, không có về luôn. Mũ 33, đẹp không chị? Nè, cái cườm này nè, lại may vô luôn. Cái cườm này em may vô luôn nha. Từng viên cườm ở đây nè, lại may vô luôn nha. Chị lấy nón trắng. Nón trắng mã số của em đó là mũ 28 ha, mũ 28 giùm em. Đặt đơn thôi mình nghe cho mũ 28 với số điện thoại. Hay lấy cái nón này không? Nón này có 99.000 thôi. Nón này là nón 21. Mũ 21. Cái dây này tháo rời ra được luôn. Chị nào em nhỏ lấy cái này làm dinh địch được luôn á. Chị nào em nhỏ lấy cái này làm dinh địch được luôn á cả nhà ơi. Thầy ơi. Rồi có chữ gì đây? Đó có chữ nè ha. Rồi, đó, cái này là mũ 21. Mũ 21 khó ghê, cái cục tóc làm khó em quá à. Cái này mũ 21 cả nhà nhá, mũ 21 ha. Rồi giá của em đó ngày hôm nay là 99.000, mũ 21 99.000. 99.000. Đó, rồi. Lấy nón trắng là lấy 28 nha. Lấy nón trắng thì cứ comment ngay cho em. Mũ 28 kèm số điện thoại. Rồi có mấy cái nón này nè, thôi giới thiệu luôn đi. Ui. Bình tĩnh coi. Đó.
coi, bình tĩnh đi nó ơi. Cái này cũng 99.000 luôn nè. Cái này là mũ 24. Cái này mũ 25. Em dán cái này để coi số á cả nhà. Cái này mũ 24 nè. Mũ 24 cũng cói, bằng chất liệu cói hết. Cái trắng đầu tiên mã là 28 nha chị Nguyễn Hà nha. Để lại comment ngay cho em nón 28. Nón 28 rồi các bạn biết giá. Cái này mũ mã nhiêu đây quên mất tiêu rồi đây. 24, mũ này 24 nha. Và mũ này 25, đổi sơ sơ mấy chế. Nè mấy chế coi cái cục này của em nè. Quá là ô về. Cái này mũ 25 cho em, mũ 25. Ha, mũ 25. Đó ok không? 99.000 đồng. Cái này mũ 24. Mũ 24 đẹp không mấy ơi? Cái này lên hình đẹp lắm nè. Bằng cói với cước luôn, bằng cói với cước luôn. Ha. Mũ 25. 24 là màu trắng, 24 là màu trắng cho em. 24. Đây 24 như vậy. 25 là màu đen. 99.000. Mũ 24. 99.000. Tại vì nó làm bằng cói á cả nhà ơi, cho nên là nó giá của nó sẽ cao hơn mấy cái mũ vải bình thường. Nhưng mà được cái này nó độc lạ và nó chất lượng, nó bền. Độc lạ chất lượng bền. Cũng không có cần phải giặt giũ gì nhiều hết cả nhà ơi. Nó không có sợ bị dơ luôn. Đẹp lắm. Ha, 99.000. Rồi rồi, em có cái này. Tiếp tục, mẫu em đang mặc cho người 1687. 1687 rồi mà em sale cho mình là 199. Rồi đúng rồi, chị Nguyễn Hai bình luận vậy đúng á. Có mã số, rồi giá tiền cũng được. Em đang mặc cho người 1687. Nhưng mà thường nón thì không có cần phải để giá đâu. Tại nón các bạn biết hết rồi. Có đầm á, em hay sale giá này giá kia thôi. Có đầm hôm nay 300 mấy, ngày mai em sale 200. 200, 201, 202 vậy đó. Tùy theo lượt tương tác của cả nhà mình. Em đang mặc trên người mã số 1687. 1687 có khi sale lộ vốn luôn cũng có, tại vì ít quá. 1687 nha, giá ngày hôm nay là 199. 199, ủa cái nón này của em còn mấy cái ta, chờ em tí nha. Còn 2 cái, 3 cái nha. 3 cái nha cả nhà ơi, cái nón đơn em còn 3 cái thôi nha. Cái nón nơ này em chỉ còn 3 cái thôi nha. 3 cái. Rồi nãy giờ chị nào đặt rồi thì lên đơn giùm em. Còn em đang mặc trên người 1687, 40kg cho tới bao nhiêu quên mất rồi. 56kg em 75. 40kg cho tới là 56kg em 75. Thì mình sẽ mặc vừa. Mã số của em là 1687. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1687 và số điện thoại cho em là được ha. Và giá của em đó ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. Mã số của em đó là 1687. Mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em mã 1687 và số điện thoại ha. 1687 và số điện thoại. Ok, em tư vấn vào chị hàng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Giảm tí nha. Thay mẫu cho mấy chiếc đẹp mình đây. Mẫu nào đây? Ren đi. Ủa lại ren nữa hả ta? Nãy giờ lấy ren quá trời quá đất rồi. Lấy cái khác đi, von đi, bên lụa đi nhá. 1687 hết XL rồi chị ơi, ổn quá nè. Em còn ML thôi, 56kg E75. 56kg E75 còn 2 size ML đổ lại đó. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1697 nha. Đầm em đang mặc trên người 1697, đầm này cổ V. Tay lỡ, vai phồng, ôm eo, dáng đầm phông xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1697. Chắc là vậy của em đó, dòng vải von lụa nha. Von lụa thì cái chất nó rất là thích luôn. Mềm, mịn, đẹp, chất mát. Hai lớp, hai túi ha. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1697. Nề vải màu đen và có phối gia cạnh hàm 3D. Đó, mã số là 1697 nha. Ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số là 1697, giá ngày hôm nay chỉ có là 199. 199 cả nhà. Cái chân váy á thì cả nhà mình thấy á là chân ren. Chân váy là chân ren mà cái chân này đẹp lắm luôn nha. Đó. Rồi.
Đây cái nhìn giùm em nè. Đây. Ren nè, ren hoa nha. Rất là xinh luôn, đẹp không coi ơi. Mã số của em đó là 1697 nha, 1697. Ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng. 1697, giá ngày hôm nay sẽ là 199. Đó, cả nhà đặt đơn cái mẫu váy này comment ngay trên phía dưới mã số 1697 và số điện thoại nha. Cái chất này rất là mềm, cả nhà sờ sờ lên mặt vải cho em. Mềm mịn chất rất là thích luôn, xòe xòe cho mình luôn như vậy nè. Nãy giờ thì em đã lên cho mình hoa nhiều đúng không? Có hoa tulip màu đỏ nè, có hoa vàng nè, cả nhà thích hoa vàng không? Đó, rồi nhiều hoa lắm. Em có cái đầm này mới về nè. Em có đầm này mới về nè chứ ơi. Cái đầm này nè, màu xanh rêu luôn ha. Màu xanh rêu. Rồi em đang mặc cho người 1697. Dạ em đang mặc 1697 cho chị An Nhiên nha. 1687 hồi nãy thì em hết XL rồi. 1687 em mới mặc hồi nãy em hết XL rồi ha. Rồi còn cái em đang mặc là 1697, giá ngày hôm nay là 199.000 đồng cho em. Đó cái chất vo lụa này, cái chất nó mềm lắm, mịn cực kỳ, mềm lắm. Mát nữa ha. Hai túi cho mình luôn. Rồi chân váy thì sẽ có phối cho cả nhà mình thêm gối chân riêng như vậy luôn. Đó mã số của em đó là 1697 nha. Ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 199.000 đồng. Mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số 1697 và số điện thoại. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi ha. Hai lớp hai túi, có khóa kéo lên đằng sau lưng là được nha. Một trăm chín mươi chín ngàn đồng nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1697. 1697 ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. 199.000 đồng cả nhà ha. Em cam hết 65 là em mặc về phụ bắp chân. Cái mẫu này ở bên ngoài thì nhìn nó sẽ đẹp hơn trên like cả nhà. Trên like cả nhà thấy cái màu nó hơi tối. Trên like cả nhà thấy cái màu nó hơi tối tối xíu. Bên ngoài nó đẹp hơn chút. Rồi cho anh tính nha. Chuyển thêm nha, cả nhà cùng xem thêm mẫu váy khác. À, lên làm sale 99 đi. Lên cái này sale. Sale nhanh cho mình 99 ngàn nha. Nãy giờ em chưa lên làm 99k đúng không? Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1613. 1613 giá 99 ngàn đồng nha. 1613. 1613 99.000 cả nhà ơi. Đây chị khách nào dồn đơn dồn cho cái này size M nha. Cổ này thiết kế sẽ là cổ lục giác nha. Tay lỡ vai phồng ôm eo dáng đầu phông xòe. Váy này may cho cả nhà mình hai lớp, thiết kế thêm hai túi. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1613. 1613 cả nhà ơi. Trời đẹp ghê chưa. Đặt đơn thì mình nghe trên phía dưới nha. Mã số 1613 với số điện thoại. Em cao mấy 65 đợi mình sẽ mặc dài tới bắp chân. Cả nhà thích mặc dài dài để dài dài. Không thích mặc kiến dài lên lại cắt ngắn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1613. 1613. Giá sẽ là 99.000. Đó đẹp không? 40kg cho tới 54kg, em 54kg nè. Đó nếu như mà cao trên 1m6 thì tầm 50 cho tới 54, 55kg mặt vẫn vừa nha. Nhưng mà em với 72 cho em nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em. 1613 giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1613 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Một sáu một ba chín chín đúng không chị ơi? 161399 ngàn đồng em còn cho mình xem M nha. 161399 ngàn đồng em còn cho cả nhà xem M. Mình thích cái mã váy này mình lộn ngay trên phía dưới mã số 1613 với số điện thoại cho em là được. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng nha. Shop chốt duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài. Mã số của em đó là 1613. Rồi chuẩn bị em thay tiếp cho mình mã khác nha. Hay là em lên thắt lưng cho mình đây. Thắt lưng có giờ lên thắt lưng coi cái nào còn ta. Thắt lưng để coi có cái nào còn coi thôi.
Rồi thắt lưng 13 là còn, cái thắt lưng nhỏ nhỏ này là còn nè, dây lưng chung co giãn luôn, nhưng mà cái dây chung này là da nha, đường may đẹp luôn, có khóa kim loại cho mình, cúc ngọc luôn ha. Rồi thắt lưng này là TL13, TL13 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà, 50.000 ha. TL13 giá 50.000, cả nhà đặt đơn thì mình ngay cho em TL13 kèm số điện thoại cho em là được luôn. Đó, ngày hôm nay sắp sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 50.000 thôi ha. Cái này nó nhỏ nhỏ dễ mang cả nhà ơi. TL13 ha. 50.000. Đó, rất là đẹp. Còn đầm em đang mặc cho người 1613, 1613 đầm này là 99.000 nha. Đó, mấy cái thắt lưng này để em coi cái nào còn em lên. Trời ơi. Đây, cái này còn 3 cái, TL35 còn 3 cái cuối cùng. Đây là 35, dây lưng chung co giãn nha, bao da có khóa kim loại, chờ em xíu em cài lên cái này em đứng gần cho mình coi nha. Đó, cái này là TL35 cả nhà ơi, TL35 ha, ngày hôm nay sốt sale luôn, chỉ còn có giá tiền là 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số TL35 kèm số điện thoại ha. Rồi giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000, 55.000 đồng thôi cả nhà ơi. Rồi đây, mình nhìn giùm em. Dây này là dây lưng chung co giãn nha cả nhà mình nè, có bao da, da mềm dẻo nè, đường may đẹp, khóa kim loại cho mình luôn. Thắt lưng này mã của em đó là TL35, ngày hôm nay sốc chút luôn 55.000. TL35 giá 55.000 đồng. Mình đặt đơn còn mình ngay trên phía dưới mã số TL35 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Chỉ khách nào mình đặt hàng nhanh có đơn nha cả nhà. TL35 giá 55. TL35 giá 55.000. Đó, xuất sắc ghê chưa? Rồi, tiếp tục chuyển theo nha cả nhà, cùng xem thêm mẫu khác. Thì em đang mặc trên người 161399 nè. Chị nào chưa có cái mẫu này của em thì mình comment ngay cho em mã số 1613 với số điện thoại, 1613 với số điện thoại cho em là được ha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng thôi cả nhà ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Ơn nằm vào chốt đơn là dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho mình ạ. Rồi đây, thay thêm cho mình cái mẫu đầm này đi, màu tím đi, tím liệm tìm sim đi mấy chị yêu ơi. Tiếp liệm tìm sim hôm nay sale rẻ nha. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1648. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1648 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Rồi. Rồi, cổ sơ mi, tay lỡ vai bồng. Trời, 1613 em hết, XL mất rồi chị Hoài Hương ơi. Cái đầm đây em hết size lớn lâu rồi. Rồi, mẫu em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1648. Đầm đấy cái sẽ là cổ sơ mi, tay lỡ vai phồng, ôm eo, dáng đầm phong xòe. Váy này em may cho cả nhà một lớp nha, che bụng tốt luôn, thiết kế thêm hai túi, có khóa kéo ra màn sau lưng. Mã số của em nó là 1648. Giá ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng, 1648 với giá với số điện thoại cho mà được 199.000 đồng. Thì đầm em sẽ có cho cả nhà hai màu, em có màu xám ghi đó nè. Màu xám ghi là 1645 đó nè. Họa tiết của nó thì lạ lạ một tí xíu. Chị khách nào mà mình thích đẹp độc lạ đó thì lấy cái này cho em. Đó, màu của nó lan lan như vậy nè. Rất là lạ đúng không? 1645 là màu xám cho em ha. Xám ghi. Giá là 199.000. 1648 để em lắp phía dưới cho là màu tím nha, giá sẽ là 199.000 luôn. Đó, chất vải của em nó là dòng vải lụa mango. Cái lụa mango này thì nó mềm, đẹp, co giãn nhẹ nhàng nè. Đó, cổ sơ mi ha, tay lỡ vai bồng nha, nhánh eo dáng xòe cho cả nhà mình luôn. 1645 là màu xám ghi, 1648 là màu tím cho em nha. Đồng giá ngày hôm nay luôn, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi. Cả nhà đặt đơn tranh thủ 40kg cho tới 70kg. Và eo của em nó là eo dưới 88 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Eo dưới 88 thì sẽ mặc đẹp thoải mái đó cả nhà, thích thì chốt đơn liền giùm em. Rồi chuẩn bị thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Tranh thủ cả nhà mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chào hàng luôn nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1648, giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng nha.
Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số các em nói là 1648 giá 199. Đây em qua mã nha cả nhà ơi. Lên maxi đi, em có cái maxi này dài dài nè. Sale luôn. Em thích maxi hoa là maxi trơn. Tại vì em đang có hai mẫu maxi. Hoa cả hoa cả trơn luôn. Đây. Lên trơn trước đi nha. Em có làm chấm bi nữa, chị có làm có chấm bi bình luận cho em nhé. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1670. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1670. Đầm thì cái sợi là cổ V, tay lỡ vai bồng ôm eo dáng ngầm phong xòe dài nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã hàng với số điện thoại trên mà được nha. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó 1670. Đó, 199.000 đồng. Đầm em còn có 3 size thôi à. 1670 nha cả nhà. 1670 cả nhà. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Giá là 199. Rồi, bây giờ em còn size M, size L. Ok chị An Nhiên nha. Tím là 199 đúng rồi. Em còn cho mình là size M, size L là còn đa số, còn vài chục chiếc mỗi size. Với lại hai chiếc size XL cuối cùng, 60kg độ về eo 80. 60kg độ về eo 80, dáng xòe nha, chân váy có phối thêm cho mình tầng đuôi cá. Đó, dáng xòe chân váy phối thêm tầng đuôi cá giá 199 luôn. 199 luôn cả nhà. Mấy cái mẫu đầm này cả nhà mua giá lẻ bình thường như vậy nha. Thật sự ra nó còn rẻ hơn cả giá sỉ nữa. Nó rẻ hơn giá sỉ luôn á cả nhà ơi. Rồi, 1670. 1670 giá ngày hôm nay sẽ là 199.000. 199.000 đồng, đặt đơn phòng bệnh ngay cho em mã số 1670 với số điện thoại giá là 199 nha. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Chốt ngày hôm nay không áp dụng bên ngoài nha. Chỉ khách mà đặt hàng nhanh, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng nha cả nhà ơi. Một sáu bảy mươi giá sẽ là 199.000 đồng. Còn màu gì nữa sao ơi? Còn cái hoa vàng, cái này cái trơn, còn cái hoa vàng chứ không có màu trơn nữa. Đầm maxi mà màu trơn như vậy là bán hết sạch rồi chị. Có đợt em về nhiều lắm, nhiều màu lắm. Mỗi đợt vàng màu, mỗi đợt vàng màu. Giống như đợt này về màu đen với lại cái hoa màu vàng vàng. Đợt trước thì về cho mình màu xanh rêu, đợt trước nữa thì về màu đỏ rượu, đợt trước nữa thì về cho cả nhà mình đó cái gì em quên mất rồi. Cái gì á, màu tím tím hay là màu gì á, cũng xinh lắm. Rồi đây cả nhà ơi, đó, cái này là vo nổi nha. Mấy cái vo nổi này mặc xịn lắm, mặc nó dai mà nó bền cực kỳ. Mặc vài ba năm bình thường luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Thường mà một cái đầm á, cả nhà mặc đi, một tháng mình mặc đâu có tới 5 lần cả nhà. Một tháng mặc đâu tới 5 lần. Rồi, rồi. Nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1670, còn hai cái size L thôi đó. Còn ML với lại hai cái size XL nha. Một sáu bảy mươi cả nha, giá sẽ là 199. 1670 giá 199 nha. Hết thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút là giúp em mã hàng với số điện thoại cho mà được, em tư vấn và chờ hàng nha. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mẫu váy khác. Em lên cho mấy chị em mình cái mẫu nó xin hoa vàng nãy em mới nói đúng không? Ủa em để đâu rồi ta? Đây. Còn cái này nè, cũng y chang vậy luôn nhưng mà vải khác chút nha. Form thì giống, cái form thì giống với chị, xè xè rồi có đuôi cá thì giống. Nhưng mà vải khác, vải này vải von gân. Cái kia là von nổi. Cái kia là von nổi, còn cái này là von gân. Còn cái kia là trơn luôn, còn cái này là nền đen hoa màu vàng vàng. Dễ thương lắm, cái màu này dễ thương lắm. 1696. Mẹ không biết còn sai không đây nè, chắc lẻ là quá. Ui trời đất ơi, sao mà kỳ cục vậy ta. Size M em còn 20 váy, size L em còn 1, XL em hết hàng, thấy em còn 1. Được không mấy chị? Em sẽ kho 199 nha. Em sẽ kho 199 nha. 1696, 199 nha. 199 nha chị nha.
40 kg cho tới 70 kg. Em viết 88. Dễ thương con gân. Em mới nói sai rồi đó, cả nhà mình canh sai chốt nha. Size M còn 20 chiếc, size L còn 1, XL hết hàng, 2X còn 1. Rồi, như đó luôn. Như đó luôn hết luôn. 199 luôn. Rồi, chốt đi cả nhà ơi, 199. Xinh lắm, mát lắm, vải đẹp luôn. Vải đẹp luôn, quan trọng là có thấy cái màu này không thôi. Chứ cái form này nó dễ mặc rồi đó. Form này dễ mặc rồi đó, dễ thương rồi đó. Có thích cái màu này không? Màu này mà không có kén da đâu. Hoa này vàng phớt phớt thôi, chứ không phải là vàng đậm, cũng không phải là vàng chói đâu ha. Cũng không tươi quá luôn, nó phớt phớt vậy thôi. Ở bên trong tươi tươi, cái đi ra ngoài nhạt dần vậy thôi. Lá nè, lá cũng không phải là xanh lá tươi nữa, xanh lá phớt phớt kiểu kiểu vậy thôi. Rất là xinh. Hai túi, cái màu này rất là dễ thương luôn. Rồi, lên đơn nha. Size M còn 20 váy, size L em còn cho cả em 1 váy, XL hết hàng, 2X còn 1 cái là hết luôn. Bây giờ chị khách nào đặt 2X mà 2 cái là không có. Hết rồi á cả nhà ơi. Rồi, thế thì chốt đơn liền giùm em nha. Đúng rồi chị, hôm kia nó hết rồi. Giờ lấy đi chị, giờ lấy đi chị Thành Nguyễn. Giờ lấy đi chị Thành Nguyễn ơi, giờ lấy đi. Giờ lấy nó có một cái nè, tại vì sót kho đó chị. Đó, cả nhà thấy không? Hôm qua hôm kia là chị Thành Nguyễn là mua size L không có. Bây giờ em còn một cái size L này lấy đi chị. 1696, 1696 cho em xin mã nha, 1696 với số điện thoại. Size M em còn 20 váy, size L em còn 1, XL hết hàng, 2XL còn 1 chiếc cuối cùng là hết luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã là 1696 nha. 1696 giá ngày hôm nay chị có là 199.000 đồng. Rồi lấy đi chị ơi, giờ có rồi nè, một cái cuối. Hết luôn, sót kho cả nhà ơi. Đây, có nhiêu là em báo nhiêu nha, chứ hết rồi. Rồi. Rồi ok chị nha, một chiếc cuối cùng là em hết luôn rồi đó cả nhà ơi. Thế thì chốt đơn liền giùm em nha, rẻ lắm. Maxi mà có 199 là cái giá nó siêu rẻ. Mà màu nó cũng xinh nữa. Đơn giản như vậy thì dễ mặc. Năm nay mình mặc vài ba lần cất tủ cho em, 2-3 lần, 3-4 lần cho cất tủ. Năm sau hoặc là năm tới nữa, cả nhà tưởng tượng xem lấy cái đầm này ra mặc nó vẫn đẹp bình thường. Kiểu này nó không có qua thời, không có lỗi mốt. Đó, đi chơi, đi tiệc, đi dạo phố, cà phê, cà pháo, mặc chán rồi thì mình mặc ở nhà cũng được. Mặc chán là mình mặc ở nhà cũng được cả nhà, nó vừa mát nè, mà nó lại không có sợ bị nắng, không có sợ bị đen da nữa. Cả nhà thấy đi, cái vải von là chắc chắn nó mát rồi, nó bay bay vậy nè, mà nó dài xuống tới cổ chân của mình như vậy ha, thì chắc chắn là sẽ không có sợ bị nắng gì hết nha. Rồi 199.000 dùng em nha. Đó, em còn cho mình xem M20 váy, xem L 1 váy, XL hết hàng, hết cùng 1 váy là hết luôn. Rồi 199 cho em. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Dành tí nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy nào đây ta. Trời ơi, đây nè. Cái này cũng dài thòng lòn luôn nè, mà không biết còn sao gì nữa đây. 1671. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1671. Đó, đẹp quá trời, 1671 nha. Là mấy cái sợi cổ sơ mi 1671. Cổ sơ mi nha cả nhà ơi. Trời ơi, còn có size L à trời. Còn có size L cả nhà ơi. Thôi em sale luôn 199.000. Chị nào mặc size L là lấy cái này nè, ấm êm luôn á. Lấy cái đầm này ấm êm thiệt đó cả nhà ơi, tại cái form nó đẹp lắm. Form đẹp lắm mà sang nữa. Cổ sơ mi, cổ sơ mi sang không? Sang quá trời. Cái đầm này không phải là đầm mà mặc chơi chơi đâu cả nhà ơi. Đầm này mặc đi làm, đi tiệc, đi hội họp cũng được luôn á, mà nó sang. Sang không? 1671 cho em. Chất cát thái luôn. Cái vải cát thái đó, nó tương tự như vải von vậy nè. Là nó mềm, nó rũ, nó mát, nó bay bay luôn. Nhưng nó dày hơn vải von. Nó dày hơn vải von. Đẹp nha. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi. Trời ơi, xuất sắc. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1671 dày hơn vải von xếp siêu à. Rồi, giá là 199 luôn. 1671. Giá sẽ là 199.000 luôn. Mà đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1671 với số điện thoại. Tông màu của em là tông màu đen trắng nha. Đen trắng này dễ mặc, da trắng da ngâm mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều ok cho em luôn. Em còn cho mình size L.
1671, còn size L để em coi coi cái eo chính xác của nó nha. Rồi, eo của em đó eo 70 cho tới eo 77. 50 kg cho tới 57 kg, eo 70 cho tới eo 77 nha. Một sáu bảy bảy với số điện thoại cho là được. Ủa quên, 1671 với số điện thoại giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. 1671 với số điện thoại ngày hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha, mã hàng với số điện thoại cho mà được em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Shop chốt duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay, mẫu em đang mặc trên người mã 1671 199. Rồi ok, chị xong bài có đơn. Cái mẫu này về nhà dở ra 199.000 đồng, mê mệt liền luôn, mệt gục ngã liền luôn. Vải đẹp, vải đẹp, form cũng đẹp, cái form cũng đẹp luôn, dài luôn như vậy nè, hai lớp nha. Thật ra đồng này cũng không có cần may lót đâu, nhưng mà em kỹ may lót, có túi luôn, cổ sơ mi luôn, tay mặc thoải mái nha. Bắp tay em là thuộc dạng bự lắm á, tay này mặc thoải mái cho em luôn. Rồi mã số của em nó là 1671 ha. 1671 giá ngày hôm nay chỉ có là 199. Rồi 199.000 đồng, mã 1671 giá 199.000 đồng. Một sáu bảy một giá 199.000 đồng cả nhà ha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Cả nhà đang theo dõi live stream, em chấm bài tương tác giùm em cái nha. Ơn cái mẫu váy nào quý vị comment ngay cho em cả nhà ơi, mã hàng với số điện thoại cho là được em tư vấn nha. Rồi đây, thay thêm cho mình một cái em đồng khác, chấm bi đi cả nhà, em lên cho mình chấm bi nha. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1700 cả nhà. 1671 em còn L, chị An Nhiên ơi. Rồi em đang mặc cho người mã số của em đó là 1700, đầm đấy cái sẽ là cổ tròn, tay lỡ vai phồng, nhánh eo dáng ngọc phong xòe, hai lớp kèm luôn hai túi nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nha. Rồi 1700, ui da, cái gì 1700 cả nhà, đầm hiếc cái sẽ là cổ tròn cho cả nhà mình, tay lỡ vai bồng. Đây mình nhìn giùm em, đầm hiếc chất liệu vải của em đó là vải von hạt nha, hạt bông nó sẽ nổi lên trên mặt vải luôn, tay lỡ vai bồng bồng như vậy. Tay này em may cho mình một lớp, thân váy kỳ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp, hai túi luôn ha, có khóa kéo đằng mình sau lưng đó, rất là đẹp luôn. Mã số của em đó là 1700. Rồi 1700 ngày mai sắp chốt cho cả nhà mình, giá chỉ có là 229.000 đồng. 1700, để em coi cây đầm này á sẽ được tới bao nhiêu ký nha. Rồi 70 kg eo 88, đầm ren đỏ eo 85 vừa. Chị Phan Nhũ ơi, đầm ren đỏ mã số của em đó là 1689, eo 70 cho tới là eo 90, eo 70 cho tới eo 90 chị nha, mã là 1689 nha. Chị yêu mình đặt đơn comment ngay cho em 1689 và số điện thoại. 1689 là ren đỏ, cái màu đỏ này là đỏ tươi nhưng mà thuộc diện đỏ đậm. Cái màu đỏ trên livestream nó không có đẹp bằng bên ngoài cả nhà ơi. Cái màu đỏ này trên live nó không có đẹp bằng bên ngoài đâu, bên ngoài là màu đỏ đậm luôn, đỏ thuần á. Chị mình có cái cây son đỏ không? Mình có cái cây son đỏ không cả nhà ơi? Đó, đỏ thuần, đỏ đậm, đẹp lắm luôn. Thì trên livestream cái màu này nó không có ăn ảnh ha, nó không có ăn hình. Nên trên livestream thì nó không có đẹp bằng bên ngoài đâu. Rồi mã của em là 1689 nha, em còn cho mình là size L với là size L. Thì tầm khoảng từ 50 kg cho tới 70 kg. Và eo của em đó là eo 70 cho tới eo 90 thì mình sẽ mang vừa. Eo 70 tới eo 90 mình mang vừa nha. Mã là 1689, đặt đơn comment ngay cho em mã 1689 và số điện thoại em tư vấn và chị hẹn cho mình ha. Rồi bây giờ nè, còn cái đầm em đang mặc, đầm em đang mặc trên người mã 1700 đây, von nổi họa tiết cho cả nhà mình, có chấm bi, chấm mây kim tuyến nha. Tay này thì em sẽ may cho mình một lớp, thân váy em may kiểu lộn hai lớp, hai túi hai bên cho mình luôn. Mã số của em đó là 1700. Ra 1700 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có bao nhiêu cả nhà ơi, săn sale ngay bây giờ chỉ còn có giá tiền là 229.000 thôi.
quá đẹp luôn đúng không, 229.000 đồng. Và đây là một cái form nó rất là dễ mặc luôn, da trắng da ngâm mặc lên đều đẹp hết, dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều ok cho em. Nãy giờ em là em lên rất là nhiều mẫu đúng không cả nhà, không có cái nào giống cái nào hết trơn á. Và có một số mẫu hiện tại đang có về hàng cho mình luôn, nhiều lắm, về nhiều lắm, dạo này đang về nhiều lắm nha. Đó thì chiều nay mặc thêm nữa được không? Mẫu váy này thì đã khép lại bài livestream ngày hôm nay rồi ha. Chị khách nào vào sau thì mình có thể coi lại bài livestream này, hoặc là mình đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em vào lúc 7 giờ chiều tối ngày hôm nay ha. 7 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi á, mình vô coi đi. Bao nhiêu giờ ta? 7 giờ đi ha. Em hẹn cả giờ mình 7 giờ đi nha. 7 giờ vào livestream chiều ngày hôm nay để coi live với em. Bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ nha.